Hi, Minh, xin chào tất cả các bạn. Những nữ hoa sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp VN4. Và trước khi vào một ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua phần là hey, con hồi mày đi làm sai. Rồi, các bạn nhìn thấy là đây một cái anh ấy ha, anh ấy sao? Đúng rồi, anh ấy là đang gì? Đang đi ngoài trời mưa đúng không các bạn? Vì nó có việc bận nên là gì? Cho dù trời mưa thì anh ấy cũng phải là gì? Đi ra ngoài đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ có một câu là 雨が降ってもでかけないといけません. Thì cái câu này dịch sao các bạn? Đó là gì? Cho dù trời mưa thì cũng phải ra ngoài. Tại sao đúng không các bạn? Tại vì anh ấy có việc bận ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu là cho dù thì cũng là mẫu câu tiếp một. Thì để hiểu rõ mẫu cấu trúc tiếp một này thì chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc hay. Rồi, mẫu câu tiếp một này thì chúng ta sẽ có động từ để tê. Chúng ta cộng cho một. Và nếu là tính từ đi thì chúng ta bỏ ed và thêm tiếp một ed cấp này. Và nếu là tính từ đi na và danh từ thì chúng ta chỉ cần thêm d còn trong một thì là tiếp một. Ví dụ như là gì, ame tiếp một là danh từ đúng không các bạn, thì chúng ta thêm d và còn trong một tiếp một này ed cấp. Rồi, ý nghĩa của một cấu trúc này là gì? Đúng rồi ha, ý nghĩa của một cấu trúc này là gì? Cho dù thì cũng, ví dụ như nãy mình đã nói là gì, nãy mình có câu ví dụ là ame ga tiếp một để ka ke nai toi ke ma se là gì? Cho dù trời mưa thì cũng phải ra ngoài thì có việc được xuống đúng không các bạn? Hay thì discuss thôi, để chỗ hơn thì chúng ta cùng nhau đi qua phần tập hay sasukurenshu shimashou. Hay cô nội mình thiệt là sao rồi ha. Thì đây ví dụ như đây là một người mẹ đang như vậy, đưa hai đứa con đi học rất là vất vả, hàng buổi sáng thì như thế nào rất là bận rộn trong công việc, nhưng mà người mẹ sao vẫn là gì, cho dù vất vả như thế nào thì cũng như vậy, mỗi ngày đều cố gắng đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu là Hawa ikura taihen demo mainichi ganbatte imasu. Thì cái mẫu câu taihen demo này thì giống như là cái mẫu câu là taihen desu ga ganbatte imasu, là gì? Vất vả nhưng gì? Vẫn cố gắng đúng không các bạn? Vẫn như vậy, mỗi ngày đều cố gắng ha. Thì chúng ta có một câu là Hawa ikura taihen demo mainichi ganbatte imasu. Thì câu này mình dễ sao các bạn? Mẹ thì đúng không? Mẹ thì gì? Cho dù vất vả như thế nào, mỗi ngày đều cố gắng để gì? Lo cho con của mình đúng không các bạn? Hay mình mua chế độ thì cứ là sai. Hawa ikura taihen demo mainichi ganbatte imasu. Taihen là tính từ đưa ra thì chúng ta chỉ cần thêm demo ở đằng sau. いいですか? Hay いいですね? Hay 次の練習しましょう. Hay この方やめてください. Hay この人は会社員ですね。でも日曜日でも働いています。là gì? Cho dù là chủ nhật nhưng mà cũng phải sao ta? Cũng phải làm việc đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Rồi, chúng ta sẽ có một câu là anh ấy đó à, 日曜日でも働いています. là gì? Cái người kia đó là sao? Cho dù là gì? Cho dù là chủ nhật thì cũng làm việc đúng không các bạn? Thì đi trước vì là danh từ thì chúng ta vẫn giống như tính từ na, và danh từ thì chúng ta thêm thêm một ở đằng sau. Đi trước vì demo hạt tài thì mas hay mỗi chữ đầu thì cái đó sai anh nói đầu là đi trước vì demo hạt tài thì mas hay đi đi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và để củng cố cái mẫu cấu trúc này mình đã để cái link bài tập ở phía dưới, và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Nếu bạn nào đạt 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về các cấu trúc của N4 hạt liên quan đến bài tập của N4 thì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của những ngữ hóa xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kono video ni gai shimasu.